này, Khang có một bài thơ hay cho lời chúc để gửi tặng cho mọi người. Nhân dịp này, Khang cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã theo dõi Khang trong thời gian qua. Và đây chính là bài thơ Nhâm Dần đã tới, một năm tuyệt vời, Covid hết hơi, bị đánh tả tôi. Trẻ con phấn khởi, học hành thảnh thơi, nhà nhà phơi phới, làm ăn tấn tới, hạnh phúc rạng ngời, chúc mừng năm mới. Bye bye mọi người.